Thưa quý vị, từ năm 2015, sau khi tổ chức lễ viếng Quan Âm 19 tháng 2 tại chùa Đại Tuần Lâm xong, dẫn nhàn cái xin phép Hòa thượng Quảng Hiển đi sang Hoa Kỳ và sang 2016 tổ chức cái lễ vía tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Lần đó là lần đầu tiên Phật tử được lạy 500 danh hiệu, lạy một lần hết luôn tại cái trường học Dơ Bà Bô Nà ở tại San Jose. Thì mãi 2015 đến hôm nay 2019 vào tháng 2 năm Kỷ Hợi, dẫn nhàn hôm nay có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm. Năm nay thì không có tổ chức lạy vì cái mặt bằng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Thất Quan Âm nó không có cái khoảng không gian để chúng tôi lo cho quý vị nó kỹ càng về ăn ở vân vân, mọi nơi để chúng ta có thể lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuy nhiên dẫu cho có mặt bằng rộng như Đại Tùng Lâm cũng không có đủ sức chứa, vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tức là ở trong cõi Ta Bà này, có duyên với Bồ Tát Quan Âm rất là sâu dày. Ngày hôm nay Giác Nhàn muốn nói đến cái hạnh nguyện và cái hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đi vào cõi đời này để độ sanh. Và chúng ta hiểu như thế nào nó gọi là chánh tính, và chúng ta không hiểu thì nó trở thành mê tín dị đoan. Từ cái mê tín nó bước sang cái cuồng tín rất là nhanh. Cho nên Phật Bồ Tát, nếu chúng ta không có hiểu, chỉ có tin thôi mà không hiểu thì dễ hỷ bán. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói: đệ tử ta tin ta mà không hiểu ta là hỷ bán ta vậy. Hiểu đó là phải có trí tuệ. Cho nên tin có Bồ Tát Quan Âm và hiểu được cái hạnh nguyện và cái triết lý thì chúng ta mới có thể được cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta học giáo lý mà không có người để hướng dẫn thì sẽ dễ sa hầm sập hố, gọi là kẻ mù dắt người đuôi, kẻ mù dắt lũ đuôi đi, nó sa hầm sập hố mất. Trên cái bộ văn sao của Tổ sư Ấn Quang, đó là cái kim chỉ nam. Nếu chúng ta mà đi ra biển mà không có cái lá bàn kim chỉ nam, chúng ta lạc hướng ngay, mênh mông không thấy bờ bến. Để chúng ta định hướng đi đến ngay cái mục tiêu chúng ta muốn đến mà không có lá bàn, không có kim chỉ nam thì chịu chết. Lên đên giữa biển là thiếu thức ăn, thiếu nước rồi nằm mồi cho cá. Cũng vậy, chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này, nghiệp chướng nó bao vây. Và nghiệp chướng thì sâu dày, phước báu thì cạn mỏng, trí tuệ thì không có được sáng suốt. Cho nên đụng vấn việc gì, cửa đến việc gì rồi nó cũng gây ra tội lỗi hết. Mà không có các vị Bồ Tát đi trước để hướng dẫn chúng ta làm nó sai. Rồi khi mà sai rồi chúng ta nói mình có tu, mình có ăn chay, mình có niệm Phật, sao mà không được Phật lực gia trì mà khổ đến thế này. Rồi đến hỷ bán Phật Pháp, mà bản thân mình hỷ bán rồi, bắt đầu mình nói cho những người khác nghe để người khác hỷ bán nữa, cái tội này lớn lắm. Cho hôm nay Dân Nhàn nói làm sao để chúng ta tin và hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm mà không bị rớt vào cái tình trạng gọi là mê tín dị đoan, gọi là chánh tín.
Chút nữa Vấn Nhàn nói cái chỗ này. Giờ lắng nghe, chỗ này quan trọng. Sáng qua ngồi ăn cơm ở dưới khu chiên tu, Tổ sư Ấn Quang khai thị. Cái lời khai thị này hay. Biết sao cái duyên của Vấn Nhàn có duyên với Tổ sư Ấn Quang rất là sâu. Khi nghe Ngài nói cái tự nhiên cái lời Ngài ở trong lòng mình, nó nằm ở trong đó, nó giữ trong đó. Còn sở dĩ mà mình nghe đến Phật Pháp mà nó không có giữ trong lòng, là trong lòng mình nó chứa nhiều cái thứ khác, nó chứa nhiều cái thứ vọng tưởng điên đảo, rồi nhớ về tiền tài danh lợi, rồi tài sắc danh thực, thì nó chứa giống như cái bình nó chứa những cái đồ dơ đầy ắp trong đó rồi. Bây giờ đổ cam lồ vô nó tràn ra ngoài mất. Giờ làm sao mà xúc cái bình cho nó sạch. Thì cái người này chịu khó bước đầu họ phải niệm Phật. Bây giờ họ thấy họ nó si mê, nó si cuồng, họ không hiểu Phật Pháp mà nói đâu họ quên đó. Giờ chỉ có cái cách là họ niệm Phật để cho xúc cái bình này từ từ nó lắng những cái cặn, cái dơ, cái cấu xuống đi. Đổ những cái cam lồ vô rồi đó. Lắng những cái vọng tưởng xuống rồi mình tiếp nhận Phật Pháp thì nó sẽ nhận được. Có một vị thiền sinh đó, đi đến vị thiền sư đó hỏi đại ý câu Phật Pháp là gì. Vị thiền sư đó lấy cái bình rót nước trà, rót vô cái ly nó đầy mà nó tràn ra luôn. Vị thiền sinh đó hỏi: Bạch Hòa Thượng, sao mà nước đã tràn ra khỏi cái ly rồi mà Ngài còn rót nữa? Vị thiền sư mới nói là cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó đầy ngập những cái vọng tưởng điên đảo trong đó. Bây giờ tôi nói cái đại ý Phật Pháp cho ông rồi, ông cũng không tin, ông cũng không làm được đâu. Ông chết sạch hết vọng động phiền não đi. Chứ cái gốc của người tu là làm sao phải đoạn trừ được phiền não, chuyển hóa được phiền não. Ấn Tổ khai thị nè. Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, là Phật hết. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tu hành sẽ thành Phật. Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh không những là con người, mà nhìn con muỗi đó cũng là Phật luôn. Nhìn tất cả các loài chúng sanh đều là Phật hết. Điều bây giờ họ bỏ giác hiệp trần, quay lại với tánh giác, hợp với trần lao phiền não, cho nên họ phải đọa lạc làm loài súc sanh, loài ngạ quỷ ở địa ngục làm người. Cho thực chất họ có Phật tánh đồng với chư Phật. Và khi thành Phật là thành Phật sẵn, cái Phật tánh này đã có rồi. Và thành Phật nó cũng không có tăng chút nào hết. Ngài nói cái chỗ này nó thâm thúy vô cùng. Còn chúng sanh á, nhìn tất cả chúng sanh là chúng sanh, và nhìn Phật cũng là chúng sanh luôn. Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Chúng sanh nhìn Phật Bồ Tát là chúng sanh. Cho nên Ấn Tổ hay có nhắc là mình niệm Phật làm sao mình nhìn Phật nhựa, Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy là Phật thiệt. Mình muốn nhìn cho Phật giấy, Phật xi măng, Phật cốt, Phật đồng là Phật thiệt á, thì mình niệm Phật phải tương ưng với tâm Phật. Và câu Phật hiệu tương ưng giữa Phật và tâm nó tương ưng nhau, thì mình nhìn mới ra. Mà khi mà nhìn ra được rằng là Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng ngồi trên bàn là Phật thiệt rồi, công đức người này niệm Phật rất là thù thắng. Bởi vì tâm mình nó còn phân biệt chấp trước, cho nên mình thấy tất cả chúng sanh là chúng sanh. Và những loài vịt, loài heo, loài chó, loài gà, nó là chúng sanh, là vật dưỡng nhân, là nó sanh ra để
mình ăn để mình nuôi cái thân này, chứ mình không nhìn nó ra khỏi được đó là Phật. Cho nên trong kinh mới nói là tất cả chúng sanh, trong đó có gà, vịt, heo, chó, người ở địa ngục, ngạ quỷ, là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Lão Phật Gia Ấn Công hay nói cái chuyện này. Nếu mà mình niệm Phật, cái tâm mình mà tương ưng với Phật, mà mình thấy được điều này. Có những người họ chưa tương ưng nhưng mà họ nhìn ra được, họ thấy được cái điều này, họ thấy thịt một cái là họ rùng mình rợn óc. Nãy có một cái cô chúng tôi vừa lên trên thất, cổ bên Mỹ, cổ về, cổ nhìn chúng tôi, cổ giật mình, cổ hỏi cho con vô gặp thầy một chút được không? Kêu được. Cô nói thầy nhớ con ở bên Mỹ, cái lúc thầy qua bên chùa của sư cô thầy giảng, con là người ngồi trong nhà vệ sinh nghe pháp, do ông chồng ông không có tin Phật, ông là Công giáo, khi mà nghe pháp là ông không bằng lòng, ông bực bội, ông chửi, cho nên vô ngồi về trong nhà cầu nghe pháp. Ông hỏi làm gì trong đó ngồi lâu quá vậy? Ông kêu dạ dạ xong rồi, xong rồi. Cô này cô có hiếu đạo, tha thiết làm sao để cha hiểu Phật pháp. Chúng tôi nói sao cô làm y vậy, mà có một chuyện cô không có làm được. Chuyện gì cô cũng làm được hết, mà có cái chuyện này cô làm không được. Hồi nãy cô kể, cô nói là con hỏi thầy bây giờ chồng con không cho ăn chay, con phải làm sao? Thì Vấn Nhàn mới nói là thôi, họ gắt quá, họ khó quá, thôi mình phương tiện ăn rau trong nồi thịt. Hoặc là có những lúc mình ăn nhưng mà mình không có thèm khát trong cái miếng ăn đó, mà vì chồng để mà mình hài hòa trong cuộc sống, rồi từ từ mình độ họ. Nhưng mà khi mà con gắp miếng thịt lên, da gà nó nổi lên, nó rùng mình, con ăn không được. Có cái chuyện này là con làm không được. Thỉnh thoảng ăn rau trong nồi thịt thì được, chứ mà ăn thịt ăn không được. Thấy tội nghiệp chúng sanh nó chết, mà sao thấy cái lòng từ bi của mình nữa, để gấp miếng thịt ăn mình ăn không nổi. Chỉ có chuyện đó con làm không được thôi. Cho thầy kêu con niệm Quan Âm, con cũng niệm thành công, gia đình con cũng thay đổi. Thầy nói sao con làm vậy? Để cái tên ba con trên bàn thờ con lạy, bữa nay ông cũng chuyển ông lên trên chùa thầy nè. Những cái chuyện con làm, thầy nói con làm được, mà cái chuyện ăn mặn con làm không được. Kêu cái chuyện này làm không được thì cũng tốt. Một số Phật tử với thầy nói họ nhưng mà họ làm được chứ. Nói họ là đừng có ăn mặn nhưng mà họ về họ ăn quá trời. Còn, hiểu không? Còn con thì thầy nói cứ ăn đi mà con làm không được thì chuyện này được. Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, cho nên Phật quyết định phải độ cho chúng sanh để thành Phật, không bỏ cuộc. Nếu họ không có Phật tánh và độ gì đi nữa, họ cũng không thành Phật được, thì Phật chắc cũng không độ cho họ thành Phật. Nhưng mà Phật biết là Ngài cũng có Phật tánh giống như là tất cả chúng sanh, cho nên Phật ra tay quyết định phải độ cho tất cả chúng sanh thành Phật. Nhất là cái bi nguyện của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Lão Phật Gia Ấn Công có nói, có khai thị điều này, lắng nghe nha. Mỗi lần chúng tôi nói lắng nghe là mình hơi buồn ngủ là phải hít thở nghe. Đức Phật A Di Đà mà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để mà phụ Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần thần lực của Bồ Tát Quan Âm để gia trì thì gặp nhiều chướng ngại trong gai, dễ thối chuyển Bồ Đề Tâm lắm. Giờ đây chúng tôi nói bốn vị Bồ Tát. Bồ Tát thứ nhất đó là chúng tôi muốn nói đến vị Bồ Tát Địa Tạng. Ba vị chúng tôi nói sơ lược quá thôi. Còn hôm nay ngày lễ ví Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi nói sâu về Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Địa Tạng là Ngài biểu trưng cho hiếu đức. Và ở bên Trung Quốc
có một cái tuyên truyền và nói ngài hóa thân trên cái núi Củ Hoa Sơn. Chúng tôi có lên cái núi này. Thì Hòa Thượng Kịnh Tịnh Không có kể một cái câu chuyện là Bồ Tát Địa Tạng hóa thân thành một vị tu sĩ đi vào nhà bà già đã sinh dầu. Khi ngài Lý Bỉnh Nam kể lại cho Hòa Thượng nghe, thì cái cửa của nhà của cái bà đó là nhà bà giàu, cho nên nó có ba lớp cửa, ba cái lớp cửa khóa lại chặt hết trơn, mà cửa cao. Thì bữa đó bà vừa buổi sáng thức dậy, trời sáng ra thì thấy một vị tu sĩ cầm cái bình xin dầu. Bà cũng không có suy nghĩ rằng là vị này đi vào bằng cách nào, mà bà mới hỏi rằng là thầy ở đâu. Thì vị tu sĩ nó nói là tôi ở trên núi Củ Hoa Sơn á, cho tôi xin ít dầu, nếu không có dầu thì cho tôi xin tiền mua dầu. Bà già bà nói dầu cũng không có mà tiền cũng không có. Mà đúng ra bà cũng có tiền mà không biết sao bà không có đủ duyên để cúng dường dầu cho Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó rồi cái rồi vị tu sĩ này quay ra thì bà đi vô nhà, chứ bà cũng không có nghĩ rằng là ổ mình có mở cửa cho vị này đi ra hay không nữa. Thì không biết vừa quay ra thì bà vô nhà cái rồi bà sực nhớ là ổ sao mình không mở cửa cho ông đi ra ta, mà ổ ông vô ngõ nào ta. Thì quay ra cửa còn gài then kính mới buổi sáng mà thấy ngài đi đâu mất tiêu. Thì bà mới lên hỏi ngài Lý Bỉnh Nam, cái vị tu sĩ này là ai vậy mà vượt hàng rào đi vô nhà hay thế. Thì ngài Lý Bỉnh Nam nói đó là Bồ Tát Địa Tạng vô nhà bà hóa duyên cái dầu đèn mà bà lại không có phát tâm cúng dường được, bà không đủ duyên cúng dường, rồi bà mới hối hận trong lòng. Mà kêu mình gặp trực tiếp Bồ Tát Địa Tạng như vậy đó mà mình lại không cúng dường dầu được, thì hỏi ngài Lý Đông Nam bây giờ phải làm sao. Kêu bà có duyên với Bồ Tát Địa Tạng cho nên ngài mới xuất hiện, cho nên bà bây giờ bà trì kinh Địa Tạng đi. Thì bà suốt cuộc đời của bà là trì kinh Địa Tạng và niệm Phật. Ngài Lý Đông Nam chỉ cho bà niệm Phật, bà vãng sanh. Sở dĩ vì sao mà Bồ Tát Địa Tạng không hiện vào những nhà người khác mà lại hiện vô cái nhà của bà cụ này? Bây giờ bà này có cái hiếu đức rất thù thắng, trên cái hiếu đức này nó tương ưng với cái hiếu đức của Bồ Tát Địa Tạng. Hiểu không? Sở dĩ các vị Bồ Tát mà xuất hiện đó là con người mà Bồ Tát Địa Tạng có thể độ được cho họ. Và cái hiếu đức của cái người đó với Bồ Tát Địa Tạng nó có sự tương đồng với nhau, cho nên các hàng Bồ Tát xuất hiện để độ. Và trong tất cả các đức thì cái hiếu đức là thù thắng. Điều này để ngày lễ Vu Lan 11 tháng 7 âm lịch năm nay tổ chức lễ Vu Lan, chúng tôi nói sâu về Bồ Tát Hiệu Địa Tạng biểu trưng cho hiếu đức. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập, trước khi nhập diệt ấy, là ngài gặp các vị Bồ Tát, nhất là ngài quyền ký lại cho Bồ Tát Địa Tạng: khi tôi nhập Niết Bàn rồi, ông ở lại trong cõi Ta Bà này để giáo hóa cho chúng sanh về cái hiếu đức. Vì cái hiếu đức này nó bị băng hoại và nó mai một, và ít có ai giữ được cái hiếu đức này. Cho nên Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng. Vì vậy cho nên Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát có thực. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh Địa Tạng để cho tất cả chúng sanh thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng là một nhân vật khi xưa cũng là một con người phàm phu như chúng ta, mà ngài phát đại nguyện và mà ngài thực hành cái hiếu đức, cho nên thành ra ngài mới thành tựu được cái hạnh nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật đạo, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bồ Tát Địa Tạng ngài đi vào trong địa ngục một cách dễ dàng, vì ngài có hạnh nguyện như vậy cho nên ngài đi vào địa ngục để ngài độ sanh. Còn chúng ta mà đi vào trong địa ngục là vì nghiệp lực chứ không phải nguyện lực. Bồ Tát Địa Tạng là vào địa ngục là vì nguyện lực, còn chúng ta là vào vì nghiệp lực. Nghiệp gì quý vị?
nghiệp sân hận là cái nhân để đọa lạc địa ngục, và cái nghiệp dâm, người phụ nữ đã có chồng rồi lén lút lan chạ với người khác. Ấn Tổ nói cái tội này nó lớn vô cùng. Người nam cũng thế. Nguyên tắc người cư sĩ giữ năm giới đó là một vợ một chồng, mà coi vợ chồng như khách, cung kính như là khách. Mình giữ cung kính làm sao? Giống như là lúc mình mới gặp nhau á. Mới gặp nhau làm sao? Nghe kể thôi chứ giác nhàn đi tu 12 tuổi không biết cái vụ này nha. Mới gặp nhau cái là rủ đi coi cine, đi ăn kem. Khi ăn kem xong cái rồi cái người nam mới nói thôi để bữa nay anh bao em luôn cho, đúng không? Bữa nay anh mua cho em một bộ đồ đầm này, em bận vô là em thích ngay, đúng không? Người nữ thì kêu thôi anh làm gì có tiền, kêu anh mới đi phụ hồ có tiền nè. Nhưng mà đúng ra phụ hồ chưa lấy lương, nhưng mà đi mượn tiền bà già, mượn tiền mẹ, kêu tối nay dắt bồ nhí, dắt bồ đi chơi ăn kem, không có tiền má cho con mượn tiền, nói anh mới phụ hồ có tiền hả, không thôi để anh trả cho. Bữa nay trời tự nhiên cô đó có cảm động quá, kêu trời ông này là ông thương mình kiểu này, mình ở với ổng rồi chắc chắn là mình hạnh phúc thôi, không nói gì hết trơn, không? Rồi bữa sau dắt đi coi cine nữa, để anh mua vé cho. Trời em làm gì có tiền thôi. Cái gì cũng coi như là dành trả, rồi lo lắng để lấy Honda rồi chở về tới nhà, kêu đi vô nhà nữa ngăn. Lạnh nó ngăn em đi. Lạnh á, vô đi. Bắt đầu mới lấy xe Honda chạy về. Phải không? Hoặc có xe con là đưa xe con đồ đi, hoặc thuê taxi đồ. Thôi ôi giống như em là nhất trần gian, không có còn gì hơn nữa. Đúng không ta? Nghe kể lại á, nghe kể lại. Rồi sao? Dụ dỗ con người ta, dụ dỗ xong rồi đám cưới xong được rồi về cái bắt đầu là gì? Thôi mồi móc đủ thứ. Tôi nói thiệt với bà đó nghe, gia đình của bà là trời thần đất lỡ, vô đạo vô đức. Bắt đầu chửi con người ta, hành hạ con người ta. Thôi nhìn lỗi xấu không mà. Hết đi, cái tâm ban đầu hết. Cái tâm mà cung kính, thương mến, lo lắng, yêu chuộng, cái ban đầu tiên hết mất. Bắt đầu nhìn toàn lỗi xấu, nghi ngờ với nhau, bắt đầu rã đám ly dị. Án ly dị bây giờ là nó nhiều lắm, xử hoài. Còn anh em tu sĩ của chúng tôi cũng vậy, mới vô tu thôi tinh tấn lắm, 1-2 giờ thức dậy niệm Phật hì 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 hục 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 vậy đó. Cái 3 năm sau là bắt đầu thấy là thôi xìu rồi. Năm thứ nhất là bắt đầu nhất niên thì Phật tại tiền còn tinh tấn, nhị niên là năm thứ hai là Phật ra hiên rồi, mà tam niên là Phật về trời thăng thiên mất. Cho nên các vị hòa thượng mới nói con phải giữ cái tâm ban sơ xuất gia nha. Tâm ban sơ xuất gia là nó tinh tấn lắm. Cái gì gặp Phật cũng cung kính, gặp tăng rồi cung kính dữ lắm. Tiền bạc rồi không có ra gì hết trơn, mình ở ngoài đời tiền bạc mình còn bỏ mà. Vô tu thì cái tìm lại cái tâm ban sơ thiệt là khó. Mà trong Nho Gia người ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trên con người mình cái tâm phàm nó thay đổi mồn một, nó thay đổi mình không thể nào giữ nó được, đúng không? Thay đổi mà đi tìm vợ giống như mặc áo vậy mà, thay đổi mồn một. Nếu không có Phật pháp thì cuộc đời của chúng ta thôi khổ đau lên bờ xuống ruộng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng cho cái hiếu đức. Mà Bồ Tát Địa Tạng có phải rằng là biểu trưng cho cái hiếu đức là trong tâm của mình không có Bồ Tát Địa Tạng bên ngoài, phải không? Không phải. Có nhiều người lý luận là Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng cho cái hiếu đức, còn Bồ Tát Địa Tạng bên ngoài là không có. Đức Phật chỉ nói là dụ cho cái lý tánh hiếu đức thôi, chứ còn sự tướng về Bồ Tát Địa Tạng không có. Thì người này chỉ nói về cái lý đúng thôi, còn cái sự là họ không có thể nói đúng được. Có Bồ Tát Địa Tạng tu hành và thành một vị Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, trong cõi Ta Bà này, và độ chúng sanh ở dưới cõi địa ngục. Có vị Bồ Tát này
Mà vì sao mình không gặp được? Bởi vì cái tánh đức mà hiếu đức của mình nó chưa có hiển lộ, giống như cái bà già mà Ngài Địa Tạng vô để xin dầu á, mình chưa tương ưng được cho nên Ngài chưa xuất hiện. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái câu chuyện mắc cười: chúng sanh ở dưới địa ngục á, chịu đựng khổ đau, nam thì phạm giới tà dâm xuống đó ôm cái cục đồng lửa, rồi nữ thì nằm giường sắt khổ quá rồi. Vừa ra khỏi địa ngục cái Ngài Địa Tạng vỗ vai kêu đi luôn ngang, đừng vô nữa ngang, kêu dạ. Vậy mà vài bữa sau Ngài Địa Tạng thấy chui vô lại, ông kêu ổ sao tôi nói ông đi luôn mà ông vô đây. Ông kêu bữa nay sao nhớ địa ngục quá à? Thì bà Thượng Tịnh Không nói, ngài nói mắc cười luôn, kêu y chà sao tôi mệt với ông quá, ông mới ra mà sao ông vô lại nữa với ông. Nghĩa là sao? Cái tập khí mà sân hận với tâm ái á, mình không có cái pháp để mình tu, để mình an tâm, để mình chuyển hóa ra, cái bắt đầu nó vướng vô lại tiếp, nó vướng vô lại bắt đầu tạo nghiệp, bắt đầu chui vô nữa. Cho nên mới nói là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mở cửa lớn thiệt là lớn, không ai tranh giành với mình hết, mà không ai hỏi han, không ai đi đến. Còn địa ngục đóng cửa lại rồi mà mình kéo cửa ra vô là địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục vô môn nghĩa là đóng cửa mà khách thì gõ cửa vô, là nghiệp lực nó lôi cuốn. Chứ không phải một thượng đế nào an bài bắt mình phải vào địa ngục hoặc bắt mình về thiên đường. Cái lý luận mà nói thiện đế mà bắt mình vào địa ngục hoặc bắt vào thiên đường, và cái lý luận là chết không còn gì nữa hết là sai lầm vô cùng, không có đúng. Mà do nghiệp báo tạo những cái nghiệp xấu ác thì phải đọa trong ba đường ác. Do chính mình là kẻ thừa tự nghiệp, mình là kẻ tác nhân tạo ra nghiệp. Nghiệp là hành động theo thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mới đầu hút điếu thuốc sao thấy nó đắng nó chát, cái miệng hút không có ngon lành gì hết trơn. Cái bắt đầu thấy bạn hút mình bắt chước hút, cái bắt đầu nó ghiền, gọi là nghiệp. Ghiền là bắt đầu tạo thành nghiệp rồi. Bây giờ cái nghiệp mà mình ăn thịt chúng sanh, bây giờ bắt bỏ hết không ăn để mà ăn chay cũng cả một vấn đề. Chuyển cái nghiệp này không phải là đơn giản đâu. Người này phải có căn lành lắm. Trên cái họa lớn nhất trần gian này là cái nghiệp ái, nghiệp dâm. Khó thoát nó lắm. Ấn Tổ nói xưa nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt vua chúa, có ai thoát khỏi nó không? Mình vì cái nghiệp này mà mình phải chui vô bụng mẹ mà. Nhưng mà nếu người đó mà chịu niệm danh hiệu Quan Âm, bởi vì Quan Âm có phát nguyện: ai nhiều tham ái, ai nhiều sân hận, ai nhiều si mê mà tin tưởng nhất tâm niệm danh hiệu Quan Âm thì tham ái, tham sân giận và si mê nó tan biến. Hay lắm. Cái nguyện, do cái nguyện của Ngài Ca Đại Hạnh Phổ Hiền ở núi Nga Mi Sơn, chúng tôi cũng có đến cái núi này rồi. Là cái núi Nga Mi Sơn là cây cối xanh tươi đẹp vô cùng. Nhưng mà Ngũ Đài Sơn của Ngài Đại Trí Văn Thù thì núi đá trọc lóc, cây cối khô cằn. Vì Bồ Tát này là ở trên một cái núi, Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền ở nơi cái một cái núi đó mà Ngài cây cối nó xanh tươi. Ở Nga Mi Sơn là cái cây cối nó xanh tươi mà nó mát mẻ đẹp vô cùng. Ngài là một vị Bồ Tát mà mang 10 cái hạnh nguyện: nhất giả lợi kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật, Ngài nhập vào đại định, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày và nói ra 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho cái hạnh đức. Ngài phát nguyện cái hạnh của Ngài là từ lúc khi bắt đầu ban sơ tu hành cho đến lúc tột cùng đời vị lai, cho đến khi Ngài thành Phật đi nữa, Ngài thực hành 10 cái nguyện này: nhất giả lễ kính chư Phật, xem tất cả chúng sanh, người, trời, A-tu-la, Bồ-Tát, súc sanh, rồi ngạ quỷ, địa ngục á, là Phật. Cho nên thành ra Ngài gặp ai là Ngài cũng lạy hết trơn, lễ kính người đó. Dầu cho người đó hại Ngài, đánh Ngài, chửi Ngài, giết Ngài đi nữa, Ngài cũng vẫn giữ cái tâm lễ kính này. Cái hạnh của Ngài là như vậy.
Và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Ngài ở trên núi Ngũ Đài Sơn, biểu trưng cho trí đức. Cho nên nếu mà mình có cái hành động á, mà mình không có trí tuệ, tức là mình đi làm phước, mình đi làm lành mà mình không có trí tuệ, thì dễ bị gì? Gây ra phiền não sa hầm sập hố. Mà người có trí tuệ thấy điều đó là đúng rồi mà không làm á, thì cái hạnh của trí tuệ này cũng chưa viên mãn. Cho nên Bồ Tát á, Quan Âm á, chúng nữa chúng tôi sẽ nói cái bàn tay tượng trưng cho hành động, có Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền trong đó. Và trong cái bàn tay có con mắt á, tượng trưng cho trí tuệ, là có Bồ Tát Văn Thù trong đó, Đại Trí Văn Thù. Cho nên khi mà mình có cái con mắt trí tuệ rồi, mình làm sự việc đó nó mới đúng. Còn nếu bàn tay là hành động làm từ thiện mà không có trí tuệ thì dễ bị gì? Si mê trong đó. Chứ cái người mà họ có phước á, chưa chắc gì họ có trí. Mà khi họ có phước mà không có trí á, là họ hưởng ngũ dục trong đó, gọi là si phước, rất khổ đau. Và Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho bi đức. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bi đó là hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh, từ đó là ban vui. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, cái hạnh nguyện của Ngài á, xưa kia Ngài là một vị Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà khi Ngài về bên Tây Phương Cực Lạc á, dầu cho Ngài là cổ Phật, nhưng mà khi về bên Tây Phương Cực Lạc, Ngài phải là một vị Bồ Tát, chứ không có thể một cõi mà có hai vị Phật. Ví dụ Ngài Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật rồi, khi về tới Tây Phương Cực Lạc, Ngài có nói tôi cũng muốn làm Phật ở cõi này, không được. Một cõi không thể nào có hai vị Phật. Một cõi Ta Bà chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài quyền ký đến một cái lúc chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp diệt tận rồi, và tuổi thọ con người nó giảm còn 10 tuổi, rồi nó tăng lên cho đến 48.000 tuổi nữa, thì Bồ Tát Di Lặc ra đời. Các ngài đã sắp xếp như vậy rồi. Còn bây giờ nếu mà mình xưng mình Phật là Bồ Tát á, thì người này gọi rằng là gì? Đem phàm lộng thánh, lừa bịp chúng sanh. Có nhiều người người ta nói họ là vô thượng sư. Vô thượng sư chỉ có Phật mới xưng thôi. Hôm bữa bên Mỹ có một cái chú đó, lúc đó chúng tôi mới qua ở Euroi, có cái căn nhà ông xuống, gia đình hoảng hốt, nói thưa thầy không biết là con của con bây giờ tu hành sao mà bây giờ ông nói ông là tổ à, vợ con đồ này nọ cho ngủ phòng riêng đó, kêu tôi tổ ở với bà nó dơ giấy lắm, thôi bà qua chỗ khác ở đi, không đi làm luôn, ở nhà ông ngồi ông coi sách rồi ông đi vòng vòng ngoài đường đồ, ông ngâm nga đồ, ông rớt vô cái cảnh giới gì đâu mà ông thấy ông tổ rồi. Không biết tổ gì nữa, chắc tổ chán quá. Cuối cùng cái bà vợ, bà thấy khác người quá, thêm nữa là gia đình đó, năn nỉ xuống gặp. Thì khi xuống chấn nhàn gặp, cho ông ngồi ông kênh kênh cụ cụ, cụ. Ông xưng tôi chứ không có xưng con, mà ông nói coi như kênh cụ dữ lắm. Thì chấn nhàn hỏi sao, bữa nay cuộc sống chú có bình thường không? Ông nói con là phi thường rồi. Hỏi sao phi thường? Ông kêu là con được mệnh danh là quê là tổ tương truyền cho con là Minh Đăng Quang rồi. Nghe không? Thì hỏi ổ tên ông tên gì? Ông kêu ổng là tên Minh Đăng Quang. Nhiều tổ Minh Đăng Quang bên khất sĩ mà. Thì kêu Minh Đăng Quang thiếu gì tên Minh Đăng Quang. Minh Đăng Quang người đời đồ ai cũng tên Minh Đăng Quang thiếu gì? Ông kêu nếu thêm hai chữ nữa thì sao? Hai chữ là tổ sư phải không? Thì kêu ông không đáng thêm hai chữ. Ông nhìn ông hỏi sao ông đáng. Cái ông thấy mình là tổ và ông cho mình là tổ, thì ông là kẻ phàm phu sát đất, không đáng sách dép cho tổ. Ông hỏi sao thầy nói vậy? A-la-hán, chứng A-la-hán mà không thấy mình A-la-hán, Bồ-Tát không thấy mình là Bồ-Tát, khi mà họ ra đi rồi mới tiết lộ thân phận thì đúng. Còn ông chưa ra đi mà ông tiết lộ phân phận, ông là kẻ phàm phu rớt vào cảnh giới ngã mạng. Cái ông ngồi ông nhìn, ông nói thầy nói hơi quá đáng á. Cái không quá đáng đâu. Thầy nói đúng chân lý của Phật dạy. Ông làm cái gì mà ông còn là một người
bổn phận của ông là chồng, ông phải làm sao với vợ chứ. Bây giờ ông xa lánh vợ, xa lánh cha mẹ, làm người ta khổ đau. Tổ đâu có thể làm như vậy. Tổ luôn luôn phải lo cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh. Đóng cái vai là chồng là phải lo cho vợ, con là phải lo cho cha mẹ. Chứ ông làm gì ông cứ ngông ngông ngênh ngênh, rồi ông kêu ông là Minh Đăng Quang mà thêm hai chữ tổ sư cho ông nữa, ai dám thêm cho ông. Nói một chập xong bắt đầu nó ra khỏi cảnh giới đó. Ông mới kể là cái buổi trưa con đang đứng trên gốc cây, tự nhiên con nhập vô trong cái cảnh giới nó an tịnh, an ổn. Con nghĩ là cảnh giới này là cảnh giới cũng như là thanh tịnh của tổ, cho nên con thấy con là tổ rồi. Cái ông tổ chán rồi. Mới ngồi nói chuyện một chập xong bắt đầu ông mới chịu phục xuống. Ông kêu thôi mời thầy đi ăn rau. Ông kêu ừ dễ được. Ăn cải ăn rau rồi, có cái nhà nó bán rau bán cải đồ chay á. Đi trên đường nói ông bị lầm vô cảnh giới ngã mạng, cảnh giới đó ma, ông lạc rồi. Nếu ông không niệm Phật á, những cảnh giới đó đều là ngũ ấm ma hết. Sắc thọ tưởng hành thức ông ra không nổi nó đâu. Mới chỉ cho ông nói xong ông giật mình. Ông nói em khỏe không em? Trời bà già bà mừng quá, bà già bà mừng quá trời. Bà vợ bà kêu trời ơi hai tuần lễ bữa nay ông mới hỏi được câu này. Ăn uống rồi xin chụp hình, cái ông ra khỏi cảnh giới thấy nó người bình thường trở lại liền. Trời nguy hiểm vô cùng. Cho nên niệm Phật thì nó chắc ăn nương nơi Phật lực, và phải niệm làm sao khéo léo cho ông thôi, thì nó cũng rớt vô trong cái thọ ấm, là vô cái thọ ấm ma. Nguy hiểm vô cùng. Không đơn giản đâu, không đơn giản chút nào. Ông này vô trong tưởng ấm ma rồi, ông tưởng ông là tổ là Phật, mà thực ra là phàm phu chay, phàm phu thứ thiệt luôn. Cho nên các hàng Bồ Tát khi mà xuất hiện, giống như là ngài Địa Tạng vô gặp bà già, đâu có nói bà cho tôi giàu đi, tôi là Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn rồi. Đâu có nói vậy không? Ngài đâu có nói vậy đâu. Không cho giàu cái ngài đi à? Thì cuối cùng gì? Cuối cùng thân phận ngài cũng phải tiết lộ để cho độ những người đó, đúng không? Cho nên ra đọc vào văn sao thấy Bồ Tát Đại Thế Chí là ấn tổ mà luôn luôn ngài hạ mình sát đất. Những người viết thư đến nói ngài là một vị Bồ Tát tái lai, ngài nói thôi ông đừng có lấy phàm làm thánh, ngăn tôi là kẻ phàm phu ngu dốt, vô tri vô thức không biết gì, ông đừng có nói vậy, ông làm như vậy là làm cho tôi khổ cực lắm, tôi chịu đựng lắm, ông biết không? Cái người mà càng hạ thấp thấp, hạ mình thấp xuống chừng nào thì con người nó trở thành thượng thượng. Còn kẻ mà cho mình là thượng thượng với ông đó, ông xưng là tổ sư Minh Đăng Quang á, là thành kẻ hạ. Vì cái ngã nó cao quá đi, cái phàm tục nó cao quá, cho nên thành ra không ai dám gần mình nữa hết trơn à. Còn Phật Bồ Tát là các vị mà gọi rằng là chỉ có lòng từ thôi là người ta thích gần gũi rồi, đừng có nói là Phật Bồ Tát. Lòng từ đó là họ thương người, họ la lắng cho người đó, họ xách dép, họ rửa dép, họ làm cái chuyện gì mà thấp nhất á. Những người này hạnh họ mới cao siêu. Giờ nói đến Bồ Tát Quan Âm. Cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm nó chứa đựng một cái pháp tu bất khả tư nghì. Lắng nghe ha. Nam mô là cung kính, là quy mạng, là quay về. Quán là quán xét, âm là âm thanh, thế là trần thế, Bồ Tát là giác hữu tình. Là một vị Bồ Tát đã giác ngộ được trong cái cõi hữu tình này rồi. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là ngũ uẩn giai không. Giác ngộ là vạn pháp giai không mà nhân quả bất không. Giác ngộ được là thấu triệt được cái tánh nghe của ngài rồi. Ngài giác ngộ được cái thể tánh thanh tịnh và ngộ được cái tánh nghe, gọi là nhĩ căn viên thông. Mà khi ngài ngộ được cái tánh nhĩ căn viên thông là tánh nghe rồi đó, thì nó được cái lục căn hữu dụng. Nghe lục căn hữu dụng nè. Mắt ngài có thể nghe, tai có thể thấy, và lục căn nó đều tương trợ, có thể thấy nghe nó tương trợ lẫn nhau được hết, nó hữu dụng rồi. Và mắt của ngài là vô lượng công đức, cho nên ngài có thiên nhãn, ngài nhìn ngài khắp tất cả chúng sanh trong cõi trần thế này. Chúng sanh nào mà đau khổ mà niệm danh hiệu ngài thì ngài sẽ gì? Ứng hiện để độ người đó thoát khổ. Trong văn sao ấn tổ luôn luôn nhắc về cái chuyện niệm Phật, niệm Quan Âm để dự phòng. Luôn luôn nhắc đến cái chuyện này luôn. Có cái ông đó, ông đau bệnh nặng quá rồi, ông đi bác sĩ cũng không có cứu ổng được nữa.
Ông về ông đọc trong văn sao Ấn Tổ xong cái ông phát tâm, ông niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Tối thấy có một cái ông lương y, ông già, tới hỏi ông bệnh sao, kêu ở trong ruột sao nó đau hoài. Ông kêu ông nằm xuống đây. Bắt đầu ngài mới lấy dao, ngài mổ cái bụng ra, ngài lấy nước, ngài rửa sạch sẽ xong hết, ngài xếp lại để nguyên, ngài may cái bụng lại xong rồi ông đã ngủ giấc sáng mai hết bệnh. Thì có Bồ Tát mới mổ ra được như vậy thôi, chứ phàm phu mổ ra coi chừng quên kéo. Ở Sài Gòn nghe nói quên kéo, quên dao trong đó. Mổ ra cái nó chết à. Còn Bồ Tát ngài có thần thông á, rồi tới ngày mổ ra ngài lấy ba cái đồ dơ bệnh gì ra hết trơn à. Mà do ông đó ông niệm cho nên trong cái danh hiệu niệm nó có cái công đức rồi, nó chuyển nghiệp được rồi, là tương ưng với ngài, ngài tới ngày cứu. Mà kêu cái cảm ứng này ở trong Quan Âm cảm ứng lục nói không biết bao nhiêu mà kể cái chuyện cảm ứng. Vì cái ông này ông niệm danh hiệu của ngài cho nên thành ra là ngài mới nghe được. Còn giác ngàn ở khu chuyên tu ở trên này, thầy Nhân Minh nói giác ngàn, giác ngàn đố mà mình nghe nổi, đúng không? Mình chưa đắc được nhị căn. Chỉ có gì bắt điện thoại lên alo thì mới nghe thôi. Mượn cái thần thông qua điện thoại, đúng không ạ? Chứ mà ở trên này mà kêu làm sao mà nghe nổi, mình là phàm phu mà. Còn ngài thì sao? Mình niệm danh hiệu mà mình niệm làm sao mới gọi là nghe được nè. Mà nhất tâm xưng niệm mà. Nhất tâm xưng niệm là chỉ có tâm mình với danh hiệu Quan Âm, mình với ngài là một, và tin tuyệt đối là có ngài sẽ xuất hiện đến nương nơi cái thần lực của ngài thì chắc chắn là sẽ có ngài xuất hiện. Nhưng mà có nhiều người quan điểm nè, Quan Âm là tánh nghe thôi chứ không có Quan Âm bên ngoài, đừng có niệm chi mất công. Dẫu cho có là các vị hộ pháp hay là các vị thần đồ đến thôi, chứ còn Quan Âm Bồ Tát làm gì có. Quan Âm chỉ là tánh nghe thôi, còn Quan Âm ở bên ngoài không có. Mà trong khi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Pháp Hoa là Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn đúng không ạ? Hiện 32 ứng hóa thân không ạ? Phát 12 lời nguyện đúng không ạ? Và 500 ứng hóa thân trong kinh Ngũ Bách Danh đúng không ạ? Nhưng mà mình không tin là có Quan Âm sự tướng bên ngoài. Mà chỉ kêu có lấy lý tánh là tánh nghe, mình ngộ được tánh nghe, tức là mình với Quan Âm, mình là Quan Âm rồi chứ không có Quan Âm gì bên ngoài. Nói như vậy cái lý thì thông nhưng mà sự không thông. Mà sự lý không thông thì chưa có giảng trạch hết được cái nghĩa lý trong giáo lý nhà Phật được. Có Bồ Tát Quan Âm là một vị phàm phu tu hành thành Phật, là cổ Phật, là chánh pháp Minh Như Lai, phát đại nguyện về bên Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ nói có những người họ có duyên với Bồ Tát Quan Âm, một đời họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái này chúng tôi nghe rất kỹ. Thì lúc lâm chung á, một đời họ niệm Bồ Tát danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và họ phát nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, thì người này vẫn được vãng sanh. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc vẫn tiếp độ chúng sanh vãng sanh được như thường. Có những người quý vị nhớ hồi xưa mà họ đi vượt biên mà ra đi qua bên Mỹ, đi qua các nước mà họ bị thuyền tắt máy rồi sóng thần ồ ập tới rồi thiếu nước rồi đi lạc đồ đó, họ niệm danh hiệu Quan Âm đều đi đến nơi đến chốn hết. Rất nhiều người họ kể. Thì có ông đó ông kể rằng là coi như là trên thuyền đó, coi như là mỗi người ăn với nhau, coi như là người này thấy xỉu xỉu gần chết là lấy thịt ăn nhau. Mà khi mà ăn thịt người tóc nó rụng hết trơn à. Có cái ông đó, ông ở bên Washington Seattle, ông kể lúc chúng tôi qua mở pháp hội thì khi mà ông đi vượt biên á, quý vị biết là ăn thịt người gần hết cái thuyền à, nhưng mà cũng không biết đường đi vô nữa, lá bàn nó bị đứng rồi, nó hư cái lá bàn, cứ đi lòng vòng tưởng là chết. Cuối cùng cái là ông mới phát tâm ông niệm danh hiệu Quan Âm, có cái thuyền đi ngang qua ban đêm nó thấy đèn chớp chớp nó tới, cái nó kéo vô trong bờ, kéo vô cái là tới nơi. Mà khi mà ăn thịt nhau cái rồi tóc đồ nó rụng hết trơn. Khi mà ông qua bên Mỹ, quý vị biết ông làm cái gì không? Làm cái nghề mổ gà giùm cho người ta để lấy tiền. Hằng ngày ông mổ cả trăm con vậy đó. Thì cái thời lúc đó nó chưa có cái máy tối tân để họ làm gà, mà cái người đó họ bán gà quay ở Việt Nam họ bán nổi tiếng, họ qua bên đó họ thuê ổng cứ mổ gà rồi quay lên cho người ta. Thì cái bữa chúng tôi mở pháp hội tại Washington Seattle năm 2013-14 gì đó, mà ổng đang ngồi ở trong pháp hội vậy đó, mình thì không thấy gà mà ổng thấy gà nó cắn, ổng cứ rụt rịch miết rồi. Ổng kêu gà nó cắn thầy ơi, nó cắn, gà tới nó mổ mà mình đâu thấy đâu.
Nhưng mà cái nghiệp báo ổng với gà nó tương ưng cho nên đến nó mổ ổng. Rồi chúng tôi phải hồi hướng xong rồi, cái bắt đầu ổng thấy nó bớt từ 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 từ. Và cái lực tu ở trong cái pháp hội đó, gà nó tới nó báo oán xong cái nó dạt ra từ từ. Và ổng về nhà là tiếp tục nó mổ ổng nữa. Ổng kêu là nhờ niệm Quan Âm mà nó lại đi đến nơi, qua tới bờ tới bến. Cho nên Bồ Tát Quan Âm Ngài có được cái, đắc được một cái là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thầm túc thông, lậu thận thông. Và đắc được nhĩ căn viên thông rồi. Cho nên chúng sanh nào mà tha thiết niệm danh hiệu của Ngài, mà niệm như thế nào? Có nhiều người nghe rằng trong kinh nói là niệm danh hiệu Quan Âm, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm. Nhưng mà khi mình niệm mà chưa có nhất tâm bất loạn á, nhảy vô lửa là thôi nó thiêu mình như con heo quay liền á, chết liền à. Mà xuống nước là nó chìm, bởi vì mình chưa nhất tâm á, cho nên nó chưa thông với vạn pháp. Mình với nước là còn hai, chứ chưa có hòa nhập là một, cho nên thành ra nó có, nó sẽ nhận chìm. Nếu mà mình nhất tâm rồi á, thông với vạn pháp, vạn pháp là nước với mình là một rồi đó. Tuy rằng hiện tượng giới mình nhìn là thấy là thân, nhưng mà nước với mình là một, cho nên thành ra có nhiều người người ta linh đinh giữa biển vậy mà gì, thuyền từ từ kéo vô bờ. Và mình với nước là một rồi thì nước không nhận chìm được nước. Mình với lửa là một rồi lửa nó không đốt được được con người mình nữa. Mình với hư không là một rồi, mình đi trên hư không là bình thường. Cho cái người mà họ nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quan Âm, thông được vạn pháp rồi, với vạn pháp với họ là một rồi á, không có chướng ngại. Còn mình với vạn pháp là hai, cho nên nó có chướng ngại. Lửa đâu có đốt được lửa đâu, nước nó không có nhận chìm được nước, nó hòa nhập là một rồi. Giờ nghe Ấn Tổ khai thị về Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi đọc một tí cho quý vị nghe. Chút xíu nữa có một cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho Ngài Đế Nhàn ở trong văn sao Chánh Biên, thiệt là hay. Bây giờ chúng tôi nói trước cái lời khai thị của Ấn Tổ nói về Bồ Tát Quan Âm ha. Tổ sư Ấn Quang khai thị về lực dụng công đức niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát phản văn văn tự tánh, say lại nghe tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu mà sanh tâm, chẳng trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà hành bố thí. Cho đến vạn hạnh, tâm kinh soi thấy ngũ ẩn đều không. Những pháp này đều là diệu pháp dạy người đối cảnh hiểu biết được tâm. Nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích, lại bị mắc bệnh trước. Tức là Bồ Tát Quan Âm, Ngài quán, Ngài thấy được sắc là cái sắc thân đất nước gió lửa này là không. Còn chúng sanh thấy là có. Vì chúng sanh thấy là có cho nên thành ra khi nó bệnh mình lo lắng, nó đói mình phải lấy thịt, lấy cá, lấy thức ăn, loài súc sanh mình bồi dưỡng cho nó. Mình thấy là có cho nên mình phải lo lắng cho nó. Còn Bồ Tát Quán Âm thấy là không. Ngài quán ngũ uẩn là không, sắc uẩn là không. Khi Ngài thấy bệnh nó cũng là giả, thời gian nó có tới rồi nó sẽ mất thôi à. Cho nên có nhiều người mà họ bệnh mà họ sợ mất cái thân này, họ thấy ngũ uẩn là sắc này là có thiệt á, họ lo sợ dữ lắm. Còn cái người mà họ tu theo cái hạnh Bồ Tát Quan Âm, thấy cái ngũ uẩn là cái sắc uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này đó, là sẽ thấy đất nước gió lửa này á, nó là giả duyên hợp thành. Một thời gian cái duyên nó hết rồi nó đã tan đi. Cho nên họ thấy khi mất giống như là cái áo cũ á, mình cởi ra cái mình giặt mình thay áo mới vô. Cái sắc thân này nó là đến lúc nó hoại, nó bệnh rồi đó, thì người ta hoan hỷ để người ta bỏ cái sắc thân này, người ta đi lấy cái sắc thân khác. Nếu mà họ là giữ được năm giới á, mà họ còn làm được điều thiện á, mà thiện ác xen lẫn lẫn nhau á, thiện ác nó vẫn còn lẫn lộn lẫn nhau á, thì họ gì mang cái sắc thân làm người. Nhưng mà hiện tại họ biết quy y Tam Bảo, họ biết giữ năm giới, họ có niệm Phật, họ có ăn chay, họ có tu tập mà chưa được vãng sanh á, thì cái thân người của họ đời sau nó sẽ tốt hơn. Nếu là nữ mà chưa chuyển thành nam thì người nữ này cũng sẽ tốt hơn, y như là mặc được cái áo nó tốt hơn. Họ tin chắc là như vậy, họ không có run sợ. Hôm bữa có bà cụ bà lên bà nói: thầy, con nghe thầy dỗ với thầy vuốt hay lắm không thầy? Trời ơi, thầy đâu có làm được cái chuyện này. Trời ơi, cái lưng con nó đau quá, thầy dỗ giùm con gái thầy. Nghe người ta nói thầy dỗ cũng hết mà. Trời ơi, bà nghe đồn tầm bậy tầm bạ, cái thầy đâu có cái vụ này.
Rồi cái chân con đầu gối con đang đau đấy, sưng quá thì vuốt cho con cái thầy. Rồi kêu bà làm cái vậy rồi thầy đặt thầy không, thầy vuốt luôn chết thầy. Không thấy được là ngũ uẩn giai không? Không thấy rằng Bồ Tát Quan Âm, thần lực của Bồ Tát Quan Âm gấp triệu lần thầy Giác Nhàn, là phàm phu. Giác Nhàn là phàm phu không có khả năng. Mà thực sự là Bồ Tát Quan Âm mà mình nương cái thần lực của Ngài là Ngài gia trì cho mình. Mà khi mình nương cái thần lực của Ngài á, là mình phải gì? Mình thấy cái ngũ uẩn này là giai không, sắc uẩn là không. Nghe ông Tổ kể câu chuyện này nè, lắng nghe nè. Có cái ông đó, ông bị bệnh trĩ. Quý vị biết bệnh trĩ là mỗi lần đi cầu xong nó lòi ra một gang tay như vậy. Ông phải nằm một khắc, tức là một giờ, rồi bắt đầu nó mới rút vô lại, ông mới đi đâu ông đi được. Cái bệnh này bao nhiêu năm trời á. Sau đó rồi cái bữa đó ông vội có công việc quá, cái ông đi xong, ông đi cầu xong cái là ông đi công việc liền, nó còn lòi ra giày, ông ngồi lên ghế xe nó cạ. Mà cái ruột non, cái ruột của quý vị mà nó ra mà nó cạ thì quý vị đâu biết cỡ nào, đau quá không chịu nổi. Khi mà nó đau rồi là nó chán cái thân này dữ lắm. Cho nên thành ra mình mới nói rằng là lấy khổ là lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó mà. Chưa có bệnh khổ thì mình quyến luyến cái thân này, cái rồi bắt đầu làm gì, mình lo lắng, mình o bế, mình cho ăn uống, rồi mình cho nước, rồi bia đồ nó uống, rồi mình lo xăm soi, rồi mình kẻ lông mi lông mày, rồi mình quét vậy đấy để cho nó đẹp lên đó mà. Nhưng mà khi nó bệnh rồi mình thấy nó như một cái đống xương, nhìn nó ghê, máu thịt gì đâu mà nằm ra bã, nhìn nó ghê quá. Thì ông này ông nhìn ông chán xác thân ông quá rồi. Cái ông gặp văn sao ấn tổ, cái ấn tổ nói là phải nói là ngũ uẩn gia không, và mình bệnh á là do cái nghiệp của mình á tạo sát sanh nhiều quá. Ông quý vị biết ông phát nguyện sao? Ai bệnh trĩ như tôi á, cho tôi lạnh hết đi, tôi đau không thể luôn, cho nó chết đi cũng được đi. Thấy thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh quá, bao nhiêu năm mà nó không có hết. Thôi giờ niệm Quan Âm và phát lên cái đại nguyện là ai bị trĩ như tôi á, dồn hết cho tôi thể luôn đi, để tôi chịu một lần luôn cho. Ông vừa phát cái nguyện ra lên, ông niệm Quan Âm á, một đêm thôi, sáng ngày mai là đi cầu không có ra nữa. Ngộ. cái chuyện này là cái chuyện mà có thiệt trong văn sao, chứ không phải là chúng tôi tự dựng à. Sao nói đến đây là nhớ cái ông này, ông bị bệnh trĩ. Cái là mình bệnh mà mình sợ, mình đau rồi mình mong hết bệnh, thì cái mong hết bệnh nó lâu thời gian, thấy sao nó lâu quá, chấp vào cái ngũ uẩn này nó là có. Cho nên trong bài Bát Nhã đó là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm, là nhìn sâu vào, hành sâu vào, thấy ngũ uẩn này nó là không, nó không có thiệt, chân tâm thể tánh là thiệt. Mà mình chưa nhận chân tâm thể tánh mình ra là thiệt, chưa sống được thì mình nhận câu Phật hiệu là thiệt. Còn nó đâu, nó bệnh gì kệ nó đi, nó đến đâu nó đến đi. Mà càng đau càng bệnh, càng nghĩ về bệnh thì nó càng đau càng bệnh nặng nữa. Thôi niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm cho nó qua khỏi cái cơn bệnh này. Còn nếu mà mình thấy là đến cái lúc mà không xong rồi đó, coi như là niệm Bồ Tát Quan Âm mà mình thấy gọi rằng là nó đến cái lúc ung thư giai đoạn cuối rồi đó, thì thôi niệm Phật A Di Đà vãng sanh luôn. Cho nên ra là có cái lá thư Ngài Đế Nhàn á, Ngài bị bệnh. Ngài Đế Nhàn cái thời đó là Ngài nổi tiếng, Ngài thuyết Kinh Pháp Hoa là đệ nhất, nhiều người hưởng ứng, mỗi lần cái pháp hội Ngài đông lắm, cái dân Trung Quốc ở đông mà. Sau đó một cái thời gian sau, quý vị biết là Ngài bị bệnh nặng, đi không được. Bắt đầu là Ấn Tổ á, gửi thư đến, chút nữa đọc cái lá thư cho quý vị nghe, thiệt là hay. Đế Nhàn cũng là một vị coi như là không phải tầm thường đâu, phi thường lắm ạ. Nổi tiếng thời đó mà Ấn Tổ cũng phải viết thư khuyên ông nên niệm Quan Âm đi. Ghê không? Ồ, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi Ngài Hoằng Nhất Đại Sư đó là các vị Bồ Tát tái lai không mà phải gửi thư đến hỏi Tổ Ấn Quang. Cho nên những cái lá thư của Tổ Ấn Quang quý vị thấy không phải là bình thường đâu nghe. Cái người mà hỏi Ngài đó là người đó có nhân duyên với Ngài, và Ngài có thần thông, Bồ Tát Đại Thế Chí mà, thấy rõ con người đó như thế nào, và có thần thông biết cái tâm họ như thế nào, phải nói như thế nào. Và về sau những người khác đọc lá thư vẫn có tác dụng đó luôn. Các vị Hoằng Nhất, các vị mà coi như tổ mà còn phải hỏi Ngài. Còn mình kẻ phàm phu mà bỏ văn sao là thua. Cho cái thời của Ngài, Ngài la rầy cái chuyện lớn nhất là cái chuyện cầu cơ.
linh quỷ giả mạo nhập vô nói đủ thứ hết trơn, là ngày rầy cái chuyện này lớn nhất. Vừa rồi chắc có cái cô có ngồi trong này nè, chắc có ngồi đây nè, làm trong ban hộ niệm. Chúng tôi tiếp khách xong rồi cô cầm cái lá thư cô lên, gương mặt khác thường, khóc lóc bù lu bù loa. Thầy cho con nói. Họ nói cái gì? Mấy ngàn chiến sĩ đang nói chuyện với con ghi vô thư đây. Ủa bà này bữa nay sao ngộ vậy ta? Kêu thôi chiến sĩ có nói gì nói, mình không phải nói không có, nhưng mà thôi chiến sĩ nói xong tay này qua tay kia niệm Phật hồi hướng, đừng có để họ trong lòng, để câu Phật hiểu đi. Không, thầy phải cho con nói. Làm dữ dằn vậy chứ. Khóc bù lu bù loa. Cái bà này sao bà khác thường dữ ta. Thầy mới nạt thầy la cho một trận. Thầy kêu sao mà bà nghe văn sao Ấn Tổ mà bà không có hành theo văn sao Ấn Tổ để câu Phật hiệu trong lòng, chứ sao mà bà lại để mấy cái chuyện này trong lòng mà bây giờ bà bị lan truyền lên nữa, rồi bà làm tùm lum tùm la trong này hay sao? Bà ở trong phòng hộ niệm rồi bà cứ thấy vong rồi thấy chiến sĩ đồ hoài như vậy, bà không thấy Phật là bà chết rồi. Sao bà niệm Phật mà không có Phật trong lòng mà bà cứ để những chiến sĩ này trong lòng không vậy? La nạt cho một trận cái bắt đầu mới nín đi ra. Hết sức thận trọng. Họ cũng là một con người như bao con người. Đủ duyên thì niệm Phật chung với mình nghe Pháp, không thì thôi, chứ làm gì quan trọng dữ vậy. Không phải mình khinh miệt thị họ, mà mình phải làm gì? Giữ câu Phật hiệu, chuyện gì đã qua cho nó qua, chuyện gì chưa tới đừng có lo. Bỏ câu Phật hiệu trong lòng, đừng có bỏ cái gì khác. Bỏ vô là nó chướng ngại đó. Cho nên đang nằm trong cái gì? Tưởng ấm, tưởng cái chuyện đã qua rồi, mà tưởng đây là tưởng ấm ma rồi, nguy hại vô cùng. Sắc thọ tưởng hành thức đều là không, đều là vọng. Chỉ có chân tâm thường trụ, tánh đức mình là chân thật bất hư. Mà tánh đức nó chưa có hiển lộ, giờ lấy cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Phật A Di Đà là cái pháp để mình tu, để cho mình tu đức đó, để cho tánh đức nó hiển lộ. Cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm không phải đơn giản như ba ơi má ơi đâu. Hoặc là danh hiệu là gọi rằng là một cái tên bình thường là tèo tí đâu đâu, không phải đâu. Mà ngài tu bao nhiêu đời kiếp rồi á, bắt đầu ngài đem bao nhiêu cái công đức á, ngài hồi hướng vào trong đó, cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thần thông diệu dụng, ngài hồi hướng ở trong cái danh hiệu đó. Mà nếu chúng sanh nào tin tưởng niệm cái danh hiệu này lâu ngày chày tháng, thì cái tánh đức của con người sẽ hiển lộ ra. Cái này khó tin lắm, khó tin lắm. Cái danh hiệu Phật mà mình kêu mình niệm lâu ngày, cái tánh Phật của mình, cái tánh đức của mình nó hiển lộ ra cái diệu dụng. Chuyện này khó tin lắm. Chỉ những người mà có căn lành sâu dày với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp họ tin. Chứ nếu mà anh em như chúng tôi, người tu sĩ mà đi học những cái bằng cấp cao, học giáo lý sâu dày rồi đó nha, mà không có ai khai thị với Pháp môn Tịnh Độ, mà không có gặp tông chỉ Tịnh Độ, thì đố mà niệm Phật nổi, niệm không được. Không có một chút niềm tin gì mà niệm hết, niệm không có vô. Sự thực là như vậy. Lúc trước chúng tôi đi học trường cơ bản mà kêu mà tin được cái câu Phật hiệu mà niệm là không có đó. Hàng ngày suốt ngày học kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh này kinh nọ, lên để học thôi. Mà học cái gì thì trong tâm mình nó có cái đó, để mà kêu nó làm cái khác nó không làm được. Kêu nó niệm Phật nó niệm không được. Không đơn giản đâu. Rồi mà sanh ra hỷ bán, chê bai chỉ trích rồi nữa, bài bác nữa, nguy hiểm, đọa lạc chết. Chứ con người của mình lắng nghe nha. Khi mình thích một cái tượng danh của Bồ Tát Quan Âm, thích cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, thì khi mà mình thích cái tượng là mình cung kính, mình hoan hỷ, mình tin ưa, là mắt của mình nhìn cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm là được vô lượng công đức. Con mắt của mình mà nó đặc biệt là nó có công đức rồi, nó không có lão hóa. Và thượng giảng kinh thỉnh thoảng ngày đeo gương thôi, chứ ít thấy thế này ngày đeo gương, 93 tuổi rồi. Mà con mắt của mình mà khi mà nó có công đức rồi thì nó thích nhìn những cái gì để tạo ra công đức, chứ nó không thích nhìn những cái gì để mà mất công đức. Lỗ tai của mình khi mà mình nghe được danh hiệu Quan Âm rồi là nói gì? Nó sanh ra vô lượng công đức ở trong đó. Nó thích nghe những cái gì mà có công đức, chứ nó không thích nghe những cái chuyện gì mà phiền não, hoặc cái chuyện gì không đáng, nó bỏ ra ngoài tai, nó không có nghe. Còn kẻ phàm phu mà khi mà
cái tâm, cái tai của họ mà không có công đức rồi á nghe, cái tai họ mà nó nhiễm phàm rồi đó nghe, cái tai họ mà nó ô uế rồi á, họ toàn là thích nghe những cái ô đồ ô uế thôi. Nghe cái chuyện mà gọi rằng là phiền não, rồi cái chuyện mà cãi nhau đánh lộn, rồi mấy cái chuyện mà gọi rằng tạo phiền não là họ thích nghe. Còn mấy người nghe cái tai họ thanh tịnh rồi á nghe, họ không thích nghe những cái chuyện đó. Nghe tai này nó lọt qua tai kia, không có lưu lại. Mà lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu cái tánh nghe họ nó mới gì, nó phát diệu. Còn cái miệng của họ cũng vậy, họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tụng kinh á, cái miệng họ nó có cái âm đức, cho nên họ nói con cái, họ nói chồng con, họ nói mọi người, người ta nghe. Còn những người mà không nghe họ nói là biết không có duyên thì thôi chịu thua rồi. Chứ hầu như là những người khác người ta thích nghe. Có nhiều người người ta nói sao mà con buồn quá chừng rồi con nói ba con tu, con ba con không chịu tu. Hôm qua có cái chú thanh niên đang làm cái đổ bê tông đồ, lót gạch đồ trước cái đài Tam Thánh, xong cũng nói thưa thầy, chắc hôm nay chú này cũng ngồi đây không dưới Phan Rang gì nữa. Ông kêu thưa thầy sao mà con nói với ba con nghe Phật Pháp, ba con không có chịu nghe, mà ông hỷ bán tam bảo, ông đập bàn thờ, ông làm đủ chuyện hết trơn. Bây giờ con phải làm sao thầy? Kêu bây giờ chú đừng có ra cái vẻ như về tụng kinh rồi tu hành niệm Phật nói Pháp gì cho ông nghe hết trơn. Bây giờ mình hành cái hạnh rất là bình thường mà phi thường, đó là hạnh cung kính. Bình thường nha, mình về mình cung kính nấu cơm rồi cho ông ăn, rồi nấu canh, rồi mua chè, rồi về rửa chân, rồi cho ông cung kính, ông như Phật vậy đó. Đừng có nói chuyện về Phật Pháp hết trơn. Mình lấy cái chuyện thế gian Pháp, mà nhất thiết Pháp giai thị Phật Pháp, mà hành cái Pháp thế gian cung kính giữa con với cha, mà cung kính tột cùng đi nữa, thì chắc chắn mình sẽ độ ổng được. Rồi lâu ngày ổng thương mình sẽ nói ổng nghe. Ông hỏi ổ sao lúc trước con không có cung kính, con không có tốt như vậy, bây giờ sao con tốt? Lúc đó mình mới có cơ hội kêu do con niệm Phật. Đây, nó nghe kêu có lý. Cái chú này ổng còn trẻ, ổng nói có lý. Chứ giờ mình vô nói Phật Pháp thì sao mà rốt vô đầu ổng được. Ông đang kỵ Phật Pháp mà, ông không thích mà sao mình nói chuyện đó. Mình lấy cái thế gian Pháp, mà thế gian Pháp mà cung kính, tối rửa chân rồi cho ổng. Ổng lên cái đó bắt đầu cái gì, mình thấy cái mền nó lạnh quá thì mình phải làm gì. Nhưng bữa nay Nhung Minh kể cái câu chuyện đó là lăn qua lăn lại làm cho cái mền nó ấm đi. Đứa con đó mà, nó báo hiếu cho cha mà. Rồi nước rồi để sẵn, rồi sáng lấy kem lấy, cho ổng xúc rồi rau mặt, rồi coi ổng như Phật vậy đó. Độ ổng được thôi chứ có gì đâu. Ông nghe có lý, cái này kêu có lý. Mà kêu có lý mà làm cho được cũng là căng lắm. Nhưng mà vậy. Rồi ông hỏi chúng tôi làm sao mà cho cái bồ đề tâm được nó kiên định, và cái tính tâm với Phật Pháp có. Kêu muốn cho bồ đề tâm kiên cố, kiên định là phải giữ cái Phật hiệu cho thường xuyên. Cái câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm Bồ Tát nó tương ưng với cái tánh đức của mình, với bồ đề tâm của mình. Mình niệm đó là nó càng ngày nó càng kiên định, nó càng kiên cố, nó gần với Phật Pháp, nó không có thối chuyển. Đúng thiệt, người nào mà tâm thối chuyển là biết họ bỏ câu Phật hiệu. Dầu cho nghiên cứu giáo lý văn huệ gì đi nữa mà không có công đức niệm Phật, không cung kính Phật, một thời gian nó thối chuyển. Con người cõi phàm mình nó thối chuyển nhanh lắm. Ấn Tổ nói cái người mà bị cái tâm sắc dục, cái tâm dâm nó trói buộc thì chỉ có niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là nhanh nhất. Bởi vì do cái hạnh nguyện của Ngài. Mà nếu mà nói con người đó không có sắc dục thì họ sanh lên cõi trời, họ về cõi Bồ Tát, về cõi Phật rồi, chứ không có vô đây đâu. Họ không có vô đây đâu, họ có họ mới vô đây. Nghe Ngài nói nè, một sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Sao gọi là bệnh chung vậy? Bởi vì đó là cái tâm họ chiêu cảm vào trong cõi này, và tất cả người đời vì tâm dâm tâm ái mà phải chui vào trong cõi này, chui vào trong bụng mẹ, là bệnh chung. Bệnh nó không phải là bình thường, đang bệnh đó. Nói ông có bệnh không? Kêu tôi có bệnh gì đâu, tôi bệnh. Nhưng mà Ấn Tổ nó đang bệnh đó. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè, thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Nhìn xem từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu. Mà dùng danh từ bất tiếu. Còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng sanh từ tiếp nối.
Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ tâm dâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử. Nếu chẳng thể đâu đấu trừ khử bệnh dâm này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Bệnh này là bệnh dâm, bệnh tâm dâm. Nghiệp ái là cái nhân để mà đọa lạc. Như vậy pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Ngoài cái chuyện khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng, trong tâm giữ câu Phật hiệu, giữ danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, trì chú Đại Bi, 3 tháng là bắt đầu nó dịu xuống, nó nguội lạnh. Bà cụ đó lớn tuổi rồi, không còn quyến luyến ân ái với người chồng nữa, thì quyến luyến đứa cháu. Cái tâm không thể nào nó để không đâu. Cũng là một cách sự quyến luyến. Ông đó ông niệm Phật, ông bạch với Hòa Thượng Tịnh Không: sao mà con niệm Phật mà con cứ nhớ đứa cháu không vậy bạch Hòa Thượng? Hòa Thượng nói: bây giờ ông đổi cái đứa cháu thành Phật, thành Đức Phật A Di Đà đi. Ông phải nhìn ra làm sao đứa cháu đó là Phật A Di Đà, và đứa cháu đó có Phật tánh đó. Ông thấy nó là Phật A Di Đà, ông không có quyến luyến nó nữa. Ông nghe, ông thực hành, ông thành công. Hôm qua có cái chú cũng trẻ, ông chuẩn bị đi Nhật để làm công việc, công tác rồi đi làm việc. Ông nói: coi mỗi lần con ngồi niệm Phật sao mà cái vọng tưởng, con ngồi xuống con để công phu, cái vọng tưởng nó sâu dữ lắm. Nó nghĩ cái chuyện gì nó bắt con cứ nghĩ miên man, nghĩ hoài. Mà cái chuyện gì nhỏ con cũng suy nghĩ hoài, con rời nó không được, bây giờ phải làm sao? Cái bây giờ phải niệm Phật. Thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Ông nghe cái ổn. Thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Thế cái suy nghĩ đó thành trở thành niệm Phật. Thay thế vị trí nó từ từ. Thế cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vô trong cái suy nghĩ. Rồi mình phải hiểu sâu luôn là nhờ mình nghĩ Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Bồ Tát, mình nhớ Bồ Tát đó là Bồ Tát sẽ giúp cho mình thành tựu. Còn hơn là tự mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ nó không giải quyết được đâu. Ở ngoài đời đôi khi mình có suy nghĩ mình làm được chút đỉnh là trong mạng mình nó có sẵn rồi, chứ nhiều lúc làm suy nghĩ cũng không được. Cho nên cái điều mà chúng tôi hay nhắc tới nhắc lui, ông Tổ ngài nói sao cái gì? Từ cái lúc mà nhập thai cho cái lúc chết đi, không có cái gì mà không nương người khác. Cái ghế ngồi cũng phải nhờ người ta khác xếp, cái áo này cũng phải nhờ người dệt vải, chút nữa ăn cơm cũng phải nhờ người nấu. Không có cái gì mà không nương người khác. Thế mà Phật lực, Bồ Tát lực không chịu nương, đúng là mất trí, điên cuồng, si dại đến thế. Ông Tổ ngài nói vậy. Mà sở dĩ vì sao người ta không có nương vào Phật lực, vào Bồ Tát lực và nguyện lực của Phật? Vì không ai nói cho họ biết, và họ không có tin, và mắt phàm thì họ không thấy. Và thêm thế nữa là họ nương vào những cái lực khác rồi. Họ nương vào cha, vào mẹ, vào sự nghiệp, vào tiền bạc, vào ăn uống, vào cuộc sống, và sự nghiệp của họ, họ để toàn tâm vô đó. Cho nên không có cái thời gian nào họ tin Phật lực, cũng không có lúc nào cảm ứng đến Phật lực. Cho nên làm sao họ tin? Thì cái lúc chết thì kêu họ niệm Phật, họ chỉ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu gì niềm tin đối với Phật lực. Bây giờ hàng ngày họ đâu có niềm tin, họ đâu có cảm được đâu mà lúc chết mà bắt họ niệm được. Dẫu cho niệm họ cũng chiều mình họ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu gì niềm tin. Rồi cái Phật lực này không phải mình ngồi mình nói tôi tin Phật lực, tôi tin Phật lực, rồi mình khởi niệm mình bắt nó phải tin, không phải làm liền được. Mà niệm từng chút câu Phật hiệu, hàng ngày chịu khó lễ Phật, rồi từ từ nó nhen nhúng lần lần, rồi mình đụng chuyện cái là mình nhờ niệm Phật nó qua. Trong cuộc sống mình chiêm nghiệm, mình thấy đúng Phật thực, Phật lực rõ ràng, Phật lực có rõ ràng mà mắt phàm không thấy. Cho nên mới nói cái người niệm Phật là được bao nhiêu? Được 25 vị Bồ Tát ẩn mình ủng hộ. Dễ sợ. Tin là như vậy. Thân tưởng, khi nhìn thấy một người phụ nữ đó trẻ hơn mình là mình thấy đó là em ruột. Lớn hơn mình một cái mình thấy chị ruột rồi. Lớn hơn một chút nữa thấy cha là thấy mẹ là thấy cha. Nhìn là thân bằng quyến thuộc là thân tưởng. Thấy tất cả người đó là thân tưởng hết. Phải quán ra cho được là đó là thân tưởng. Mà đúng là thân tưởng, nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ, đời này mình mới gặp nhau như vậy. Rồi bất tịnh tưởng, nhìn họ
lột cái lớp da ra một cái là thôi máu mủ, tỉ ốc rồi phân tiểu dơ giấy. Ấn Tổ chỉ nếu con người quán được thân tưởng, bất tịnh tưởng, oán tưởng, oan gia nhiều đời gặp nhau, thì con người này họ sẽ giảm được, và trong tâm họ giữ được câu Phật hiệu, nhất là họ trì được cái thần lực chú đại bi nữa thì nó nguội lạnh rất nhanh. Bây giờ chúng tôi hôm nay nhân cái ngày lễ vía Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm và 12 cái lời nguyện của Ngài. Sau đó quý vị nghe thư ha. 12 cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoàng Thệ Nguyện. Tức là cái nguyện thứ nhất của Ngài là Ngài đắc được viên thông thường, tức là tai của Ngài đã nghe được thấu suốt mười phương cảnh giới. Tất cả chúng sanh nào niệm đến danh hiệu Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát mà nhất tâm xưng niệm thì tâm của Ngài tương đồng với tâm của mình, và Ngài có thần lực đến để gia trì cho mình. Quan Âm có với những người tin tưởng niệm, không có với những người không tin tưởng niệm. Nhớ chúng tôi qua bên Trung Quốc có một cái chùa, cao hướng dẫn viên người Trung Quốc, ông nói xong rồi có người dịch ra lại trên cái mái trần của cái chánh điện á, cháy cả cái chùa xung quanh, mà riêng cái chỗ tượng Bồ Tát Quan Âm mà Ngài bên đó đó là hiện hành thành người nam, có râu có đồ luôn, ngồi ngay chỗ chính giữa mà xung quanh cháy hết, mà riêng cái chỗ đó không cháy. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ lâu phong nó cũ, còn xung quanh người ta lại làm mới hết trơn. Cho nên khi mà có cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi ở đâu là có long thần hộ pháp gia trì, không có cháy, mà tượng đó bằng gỗ. Mình nghe cái là mình thấy tin có lý liền. Bởi vì nhìn lên trên thấy gỗ cũ ngay chỗ Ngài, còn xung quanh gỗ mới hết trơn. Cho nên cái có Ngài có được cái thần thân diệu dụng, cho nên mới nói là xứ xứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm, ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Dầu cho cái ao đó là một cái chén nước đi cũng có trăng ở trong đó, mà do nước nó sao động nó đục cho nên trăng nó không có rọi xuống. Tâm con người vẫn đục si mê phiền não, rồi mình gì? Mình không có cảm được Bồ Tát Quan Âm. Dẫu cho nè, dẫu cho mà mình niệm đi nữa là cũng gì? Lợi mình hại người. Dẫu cho mình niệm danh hiệu Quan Âm nữa là mình toàn là cầu danh lợi cho mình, chứ không cầu vì người khác, không vì người chúng sanh, chứ tâm mình không tương đồng. Trong cái văn sao Ấn Tổ nói, cái người mà niệm Quan Âm Bồ Tát á, mà mê tín á, là do họ chỉ niệm, họ mong làm những cái ác sự. Ví dụ như là họ làm nghề cho vay lãi cao, biết không? Vay lãi cao hoặc giả là chơi số đề gì đó, quên làm cái gì đó. Quê hụi vậy đó, quê hụi á, quê hụi hả? À, quê hụi rồi. Chơi quê á mà, người này đóng vô, người kia đóng vô, mười mấy người cái dồn nhau, xong cái người này hốt cái mấy người kia đợi tháng sau cái hốt nó đi luôn á mà. Không có đóng nữa mà chủ mà đi mất á, thì khi mà mất tiền rồi sao? Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, con cúng ngài nải chuối đi, bây giờ con nó hốt quê nó đi rồi. Thì cái này là niệm Quan Âm mà mê tín niệm nè. Mê tín rõ ràng là tham lam bà cố luôn, bắt đầu yêu cầu Quan Âm. Cái bắt đầu tới kêu trời ơi, làm cái gì đâu, nghe ông thầy nhàn nói Quan Âm linh mà tôi lên tôi cúng bao gạo nải chuối, tôi cầu hoài để Quan Âm gia hộ, để mà đi tìm ra cái con nhỏ giật quê mà giật quật hụi mà tìm không ra ông trời ơi. Quan Âm gì đâu không có linh vậy. Cuối cùng khổ đau cho đến chết, ăn không được, ngủ không được. Có cái cô đó, cô cho đi dây tiền lãi bên Ban Mê Thuộc á, bà dây lãi cao, có tiền mình cất không chịu, đưa cho người ta giữ giùm, đó là ngu dại nhất. Dây gì đi nữa cũng đưa cho người ta, quý vị cứ nghĩ đi. Mình có 2 tỷ mình đưa cho họ, họ cất, họ xài, tháng họ đưa mình được vài chục triệu hoặc vài triệu gì đó, họ đưa lãi á, thấy dại không? Mấy tỷ không cất để hàng tháng họ đưa một chút xài, họ muốn lấy lúc nào họ lấy. Không, bây giờ do tham suy nghĩ là gốc mình còn mà hàng ngày ăn lãi mà cuối cùng lãi gốc gì nó cũng cầm nó đi mất tiêu. Trời ơi, thôi bỏ khổ gì mà bỏ khổ, hàng tháng không thấy nó có lãi mà tới nhà đóng cửa đi mất tiêu rồi. Không thấy đâu nữa hết trơn. Rồi tự nhiên ăn không được, ngủ không được. Rồi sanh ra bệnh, đi xuống bệnh viện ở dưới Hà Hảo á, kiểm tra không thấy bệnh gì hết.
mà sao ăn vô không được. Mấy cái người mà họ phiền não là họ ăn không được. Buổi sáng họ ra bà ăn ăn bún buổi sáng á, ngồi lúc nào cũng kể cái chuyện mất tiền, bởi vì nhập tâm vào cái chuyện đó cứ suy nghĩ hoài à. Cái cuối cùng bà ăn tô bún xong cái bà đứng dậy, bà cầm cái đòn bà để vô mông bà đi luôn. Cái bà bún bà ý ý mà để cái đòn lại cho tôi chứ. Có nghĩa là bà mê bất tỉnh luôn rồi. Cái gì là đi làm mà không biết làm ăn, mà không biết ăn, không biết làm gì nữa trơn, quá khổ rồi. Thì đó tự nhiên cái đại giác nhàn. Cái lúc đó hình như năm chín mấy, đang học trường cơ bản ở trên là trên Đà Lạt, ở trên chùa Linh Sơn ấy. Tự nhiên sao cô này cũng có cái duyên viết cái thư gửi về, nói cô cố gắng niệm danh hiệu Quan Âm. Tự nhiên nói vậy chứ đâu có biết bà khổ gì đâu, mà nghe cái bà nhiên bà quay lại bà chụp bà niệm danh hiệu Quan Âm, bởi vì quá khổ rồi không biết bám chỗ nào hết trơn. Tự nhiên đó mình viết cái lá thư mình gửi về đúng ngay cái lúc bà đang khổ. Xong cái thời gian cái về thăm ông bà cụ, lúc đó năm chín mấy ông bà cụ chưa đi xuất gia đó, về cái cho bà chạy tới bà cảm ơn, nhờ thầy con lúc con quá khổ con cho tiền dây nóng, rồi cuối cùng nó lấy đi rồi con niệm danh hiệu Quan Âm rồi không biết sao ông công an tới ông tìm cho con được, con không có nghĩ tìm gì nữa, nó quá khổ rồi. Rồi cuối cùng ông công an ông tìm được, nó trả tiền lại cho con cúng thầy mấy trăm ngàn nè, mừng cảm ơn á mà. Trời ơi, niệm danh hiệu Quan Âm xong cái ăn ngủ được, nó vui vẻ rồi, chợ tự nhiên có người đến giúp à, nó gỡ rối được. Ồ ngộ vậy. Thì kêu hên quá. Thì kêu giờ sau đừng có cho dây vậy nữa nha, cho dây nữa là thôi chứ niệm Quan Âm không nổi, cái là lấy ly luôn à. Nói cái chuyện này á, tức là khi mình gặp nạn nhưng mà mình thành tâm mình niệm, thì trong cái danh hiệu nó có cái công đức bắt đầu yển chuyển cho mình, để cho mình đạt được cái mục đích đó, và có cái thần lực của Ngài gia trì nữa, cho nên nó nhanh vậy. Do cái người mà họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ không có suy nghĩ gì cả, và họ buông xuống vạn duyên họ niệm. Và với hai nữa, họ niệm là họ vì mục tiêu để làm những cái việc thiện cho người khác. Sau đó bà chuyển lại rồi, quý vị biết bà nói sao. Con tin danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, con tưởng con chết rồi, con nghĩ tiền không nó giết con chết, con ra không được, nhờ thầy mà con niệm Quan Âm được, cho nên giờ con đi làm từ thiện, bất cứ con đi đâu con cũng nghĩ có Quan Âm bên mình con, Quan Âm đi bên cạnh con á. Mà giờ bà tin Quan Âm quá cỡ luôn, đi đâu con cũng nghĩ là Quan Âm ở bên cạnh con, gia hộ cho con. Bây giờ bà mới nghĩ hay vậy. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát là có được thần thông diệu dụng, và tai của Ngài nghe chúng sanh kêu cầu đau khổ. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi. Trăng đó là cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Mà nếu nước đó mà ao trong thì trăng nó soi vô, ao đục á thì trăng cũng soi vô nhưng mà không thấy ánh trăng. Ao đục đó tức là tâm mình đang phiền não, vẫn đục đang khổ đau, cầu lợi riêng tư cho mình, không hiểu nhân quả đó, thì ao đục rồi, Quan Âm Bồ Tát không hiện hình vô được, không gia trì được. Thứ hai là Nam Mô Vô Quá Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Tức là Quan Âm Bồ Tát Ngài ở một cái biển Nam Hải, ở Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc á, ở cõi Ta Bà mình á, là Ngài hiện hình ở nơi đó. Bởi vì cái lúc mà người ta dựng cái tượng 18-19 mét bằng đồng, thì cái nơi đó nó mây mù kéo đến, chuẩn bị mưa dồn dập, mà chuẩn bị hết lễ rồi bông hoa, mà mưa xuống là xối xả hư hết. Mọi người quỳ xuống tha thiết niệm Bồ Tát Quan Âm để Ngài gia trì. Niệm khoảng 15 phút đến nửa tiếng sau, bắt đầu mây nó kéo tan biến từ 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 từ. Mọi người đều nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm đứng trên không trung luôn, ai cũng thấy hết trơn luôn. Bởi vì ai cũng thành tâm mà muốn niệm mà để cho mây mù nó kéo đi. Mà mọi người niệm không phải rằng là để mong thấy Bồ Tát Quan Âm thì lại thấy. Cho nên cái người niệm Phật mà niệm Bồ Tát mà mong thấy mà tâm còn vọng động thì thế nào cũng bị ma dựa. Thánh Tổ Trăng nhắc chuyện này rất kỹ luôn. Mà không mong thấy mà tâm mình thanh tịnh tương ưng thì lại thấy. Mà thấy rồi thì gì? Cũng cho qua chứ không có khoe khoang kể lễ gì cả. Cho nên khi gặp chướng ngại á, thì cái sự gia trì của Ngài vượt qua hết tất cả những chướng ngại. Bởi vì Ngài đạt được cái vô quái ngại rồi. Vô quái ngại là tất cả sắc thân hoàn cảnh bên ngoài không có gì chướng ngại Ngài được hết. Đến nỗi Ấn Tổ nói là Ngài hiện thân làm cầu luôn, làm núi lên, làm sông, làm bè, làm thuyền. Cái gì Ngài cũng hiện hết. Cái gì Ngài cũng hiện được hết. Ghê đúng không? Kinh khủng như vậy. Bởi vì Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên cạnh Đức Phật Di Đà, và biết Bồ Tát Quan Âm là bạn mình thần thông diệu dụng như thế nào, cho nên Ngài mới kêu mình niệm, đúng không? Ngài mới kêu mình niệm. Đạt được cái vô quái ngại rồi.
Nam mô trụ ta bà u minh giới Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. Ngài nguyện trụ ở trong cõi ta bà này. Vì sao mình không thấy được Quan Âm Bồ Tát? Niệm mà sao mình không thấy được? Do cái ngũ uẩn, ngũ ấm nó ngăn che. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó ngăn che. Mình chưa vượt ra khỏi nó được, mình niệm mà chưa nhất tâm được, cho nên hình nó ngăn che. Ngài ở trong cái cõi ta bà này á, Ngài đang trụ ở trong cái cõi ta bà này, này. Chúng sanh đau khổ là Ngài ứng hiện, Ngài gia trì được liền. Mà với điều kiện là phải niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới cứu được. Do cái nguyện lực của Ngài như vậy. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Cái người mà khi mà họ rớt vào trong cái cảnh giới mà họ niệm Phật, họ cứ sợ hãi, họ niệm Quan Âm họ cứ sợ hãi, và tâm họ nó cấu kết ý niệm mà nghĩ rằng ma đang ở trong người mình, tà đang ở trong người mình, nó thoát ly cái ý niệm này không được. Có một cái cô đó tội nghiệp, vừa buổi tối nằm xuống một cái hiu hiu là thấy anh thanh niên đến cởi lên người liền. Sợ ban đêm, sợ cái ngủ vô cùng, sợ lắm. Sợ ban đêm là bởi vì mình vừa nằm xuống là mình không thể nào thoát được hết. Cứ càng sợ đó là càng bị. Hôm qua cũng có một chú trẻ trẻ, ông kêu con mà yếu yếu, con nằm xuống thấy cô gái mơ mơ là thấy cô đến con liền. Tự chủ không được nữa, không thoát khỏi ý niệm này được. Càng sợ thì gì? Cũng càng bị, mà không sợ cũng bị luôn. Bây giờ làm sao? Đổi qua niệm danh hiệu Quan Âm. Mà niệm không phải là niệm cái là được liền à. Niệm cái từ từ nó dằn co từ từ. Cái ý niệm mình là trọn vẹn là niệm danh hiệu Quan Âm, không còn sợ, không còn lo gì nữa cả. Có cái thần lực của Ngài gia trì. Bởi vì trong cái danh hiệu Quan Âm, khi mà mình niệm, có cái hào quang của Quan Âm Bồ Tát nó che chở mình. Và trong cái tâm mình bây giờ là một cái pháp danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật. Nó bảo bọc rồi. Lúc trước thì cái niệm sợ đó nó bảo bọc toàn tâm mình rồi. Khí phần đó nó bảo bọc toàn tâm rồi. Bây giờ mình muốn thoát ly ra khỏi thì mình chỉ có niệm danh hiệu Quan Âm, thì cái khí phần tưởng mà cái ý niệm của mình sợ đó bắt đầu nó tan biến từ từ. Nó không có thiệt. Mà do mình nghĩ nó là có thiệt cho nên thành ra mình mới bị những cái tình trạng như vậy. Thì khi mà mình niệm được như vậy rồi đó, thâm tâm của mình nó nhẹ nhàng, an vui. Có đứa bé, không biết làm sao mà cái cô đó có ảm nó ra ngay cái góc bích. Vừa ra góc bích cái nó vô nhà nó khóc ngắt ngay ngắt ngửa, nó khóc dỗ gì cũng không được, bỏ kẹo vô nó cũng nhả ra nó khóc. Nó còn nhỏ mà nó khóc quá cỡ. Cuối cùng cái bà gọi chúng tôi nói niệm Quan Âm đi. Bà kêu, lúc trước là bà hoảng hốt, bà sợ nó khóc mà nó ngất lên, nó xỉu xong nó khóc tiếp vậy đó. Cứ lấy cái tay và vỗ cho cái mâm đó. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ vỗ vô cái mâm đó đó. Cứ vỗ vừa vỗ vừa niệm như được 5-10 phút sau cái nó nín mất. Hay thiệt là hay. Ừ, nhưng cái thần lực của Ngài đúng là mắt phàm mình không có thể hiểu. Chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí là ấm tổ, Ngài nhắc đi nhắc lại cái chuyện này hoài. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Cái lòng bình đẳng của Ngài và lòng từ bi của Ngài nó bình đẳng. Cái người đó là công giáo, cái người đó là Phật giáo, cái người đó là người ác, cái người thiện, người gì đấy nữa, mà chân thật niệm danh hiệu của Ngài, mà nhất tâm tha thiết xưng danh là Ngài cứu liền, chứ không phải kêu người đó công giáo Ngài không cứu. Tâm Ngài tâm bình đẳng rồi mà. Lòng từ bi là Ngài là bình đẳng rồi. Còn mình đây là lòng từ bi mình chưa có bình đẳng. Người ta thương mình thương, người ta giúp mình giúp, con cái mình lo, còn người khác thì thôi đừng, miễn đi. Cái lòng từ bi mình không có bình đẳng, nó không có vì tất cả chúng sanh là đau khổ mình cứu họ. Từ bi mình nó chưa bình đẳng. Từ bi của Ngài bình đẳng rồi. Nam mô chú dạ tùng vô tổn hại Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Có nghĩa là chú dạ là ngày đêm. Ngày đêm bất cứ lúc nào chúng sanh mà xưng danh hiệu Ngài là Ngài ứng hiện. Chứ không phải ban ngày mới ứng hiện, ban đêm không ứng hiện à. Ban đêm trong mộng Ngài cũng ứng hiện. Nam mô vọng nam nham cầu lễ bái Quán Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện. Cái người nào mà hướng vọng đến Bồ Tát Quan Âm, cầu lễ bái tha thiết, một lòng xưng danh hiệu, và biết rằng là tâm của mình thanh tịnh, mình sống lại với cái tâm thanh tịnh này, niệm danh hiệu Quan Âm chân thật, ngoài cái chuyện mà tâm thanh tịnh đó và lắng lòng thanh tịnh đó, bên ngoài còn một vị Bồ Tát ứng hiện. Đó là sự trong tâm mình thanh tịnh để niệm danh hiệu Ngài, để nhất tâm á, xưng danh á, là lý. Lý sự nó tương ưng nhau, cảm ứng bất khả tư nghị. Nam mô tạo pháp thiền du khổ hải Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.
chúng sanh mà đau khổ về sanh, già, bệnh, chết, thương yêu xa lìa khổ. Nhất là Ấn Tổ dạy những người phụ nữ mà sanh đẻ đó, mà niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là sanh đẻ rất nhanh và không chướng ngại. Ấn Tổ ngài nói cái lúc mà sanh đẻ là nguy kịch vô cùng, có thể con chết mẹ chết, mà người đó mà niệm danh hiệu Quan Âm là chắc chắn là sanh an ổn. Có cái cô Dung bên Hàn Quốc, cô kể mắc cười, có người bạn đi qua bên Hàn Quốc làm ăn mà không đủ giấy tờ, và cuối cùng sao gặp anh chàng đó cái thương nhau quý nhau sao mang một bụng mà không dám phá thai, bây giờ vô bệnh viện đâu có giấy tờ sao sanh. Thì cô Dung này cô biết tiếng Hàn Quốc, cô vô cô năn nỉ, cô tha thiết, mà cô này cái tâm cô cung kính tha thiết lắm. Ông ơi, bây giờ là chẳng lẽ đi về Việt Nam nó đâu có kịp chuẩn bị, nó đẻ rồi, nó đau bụng đẻ rồi, bây giờ ông cho nó vô phòng đẻ đi, ông kêu giấy tờ đâu, kêu không có giấy tờ, thôi ông tha thiết, ông nói bằng tiếng Hàn á, ông cho nó vô trong phòng đi, bây giờ có gì tôi chịu trách nhiệm, tôi đứng ra tôi chịu trách nhiệm, nếu mà nó phạm pháp hay nó có gì sai tôi chịu trách nhiệm, thôi ông giúp cho nó đẻ được đi, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Ông vừa cổ vừa nói mà cổ vừa niệm Quan Âm Bồ Tát. Nói xong ông đó ông thấy cảm động, kêu thôi vô phòng đi, vô phòng, kêu tiền đâu, kêu cô bây giờ không có tiền nữa, thôi ông giúp giùm luôn. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Hay cuối cùng sao cái biết nó làm sao, niệm nói sao, cái ông kêu rồi thôi chuẩn bị mấy bà mụ ra đỡ cho nó đẻ đi, nó đứng bên cạnh Bồ Tát Quan Âm ơi, lo cho con này con đẻ cho nó ngon lành luôn đi Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Mình niệm được chậm cái đứa nhỏ nó que que khóc nó ra, vừa khóc ra cái ông trưởng ca ông nhìn cái đứa nhỏ con trai sao mà ông thấy ông bế lên, ông thấy ông thích quá, ông kêu thôi khỏi giấy khỏi tờ khỏi tiền của bạc, ẵm đi đi, ẵm đi cho đi luôn. Cho luôn. Cô về cô kể hôm bữa cổ này, cô Vi nè, cô Hệ nè, bữa về cô kể mình nghe mình cười bé bụ luôn á. Cứ kêu trời Bồ Tát linh quá, đúng là Ấn Tổ nói là đẻ mà không giấy tờ mà cũng đẻ được luôn á, không có tiền cũng đẻ. Cô về cô kể mà cười muốn chết luôn á. Mà con nói tiếng Hàn được, mà con nhỏ kia thì chưa biết nói tiếng Hàn. Con kia nhỏ kia được qua đó biết sao mang bụng, rồi cuối cùng trời con này nó cảm ơn gì mà cảm ơn ráo riết, nhờ nhờ chị mà em đẻ được không tốn tiền luôn. Ngộ vậy đó nghe. Cô quý vị cũng phải là coi chừng chứ đừng có cái nương vào Bồ Tát làm như vậy, đâu có tiền thì thôi đẻ ngoài đường chết. Còn có cái cô này có kẻ cũng mất cười, có cái đứa con dâu, con trai tên ông Sơn, lâu lắm mà năm 2003-2004 giờ cô kể bữa nay nhớ nè, lúc chưa mở pháp hội, thì cô này cũng có cái duyên với Bồ Tát Quan Âm, cô nói con nếu mà con sanh con phải niệm Quan Âm Bồ Tát nha con. Thì cuối cùng cái con nhỏ này nó kêu dạ dạ, nó cũng vâng lời nó niệm. Thì cái lúc mà trên đường nó đi á, trên đường đi mà gọi là đi đến bệnh viện để mà sanh đó mà, nó đau bụng rồi, chuyển đau bụng đẻ rồi mà, cái bắt đầu đi trên đường đi á, thì khi mà đi xe Honda gần tới nơi rồi, cái bắt đầu đi xuống xe để bước vô trong bệnh viện á, thì bắt đầu nó niệm Quan Âm, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Đứa nhỏ nó rớt hồi nào ra không hay luôn. Rớt ra mà nó cắm cái đầu xuống đất á. Vậy mà không sao nha, phủi 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 mang vô như, trong đó cái xong cuối cùng nhỏ con không sao chưa. Trời ngộ vậy nha. Ok ok, trời ơi con dâu con nó Bồ Tát linh lắm. Nó rớt ra mà nó rớt từ ở trong đó, nó rớt ra cái đầu nó cắm xuống đất mà không sao. Mình nghĩ nhiều lúc con ngài âm thầm và ngài giao hộ nhiều cái mình thấy ngộ thiệt nha. Nhưng quý vị có cái chuyện gì cứ réo Bồ Tát Quan Âm, cứ tha thiết với ngài, cái tin tưởng tuyệt đối là ngài sẽ giao hộ cho mình thôi, chắc chắn là sẽ giao hộ, tin tưởng tuyệt đối, đúng không? Đó. Còn những cái người mà sanh con ra rồi Ấn Tổ cũng hay nhắc á, mà vợ chồng bực bội với nhau sửa nó trở thành cái gì bây giờ, chất độc, mà đứa con nó bú vô cái nhiều lúc nó ngã lăn ra nó chết, còn không đến chiều nó chết à, sửa thành chất độc. À, có cái thằng nhỏ nó vừa sanh ra mà nó khóc, nó khóc gì mà nó khóc quá cỡ luôn, mà đưa vú vô nó nhả ra nó không chịu bú, bởi vì con này có ăn mặn. Nó không chịu bú, nó khóc gì mà khóc. Cái cô này cô coi được cái đĩa phóng sanh, cô phát tâm cô ăn chay trường, thì mà ăn chay trường đó thì thằng nhỏ này nó bú. Ồ vậy nè. Mà cái lúc mà ăn mặn cô vắt sữa cô để trong tủ lạnh á, coi thử cô hòa chung với cái sữa của bò với sữa bột, nó cũng không bú, nó không uống luôn. Thằng nhỏ này chắc là lúc trước nó đi tu sao nó không có thích bú sữa mặn, thích bú sữa chay. À, nó không biết gì cho mình nó tâm. Xong rồi cổ về cổ lấy cái sữa trong tủ lạnh mang ra mà thấy nó tanh rinh á. Cái lúc mà cô ăn chay rồi đó thì cổ cũng lấy sữa đó cổ để tủ lạnh để cho mẹ chồng của cổ pha với sữa để cho nó bú á, thì là sữa nó không có tanh. Rồi cái người ăn chay sữa không tanh mà máu cũng không tanh nữa đó nghe, ngộ vậy nghe. Ồ, khi mà bà chuyển qua ăn chay tụng kinh thằng nhỏ nó cười nó hết khóc nữa, không khóc nữa.
nó ngộ vậy, nhỏ nó không biết gì hết trơn rồi nó ngộ vậy. Nên ra là cái chuyện mà nhân quả nó là sự thực ba đời nó là như vậy. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Cái người mà niệm danh hiệu Quan Âm, lạy Quan Âm, tin tưởng Quan Âm thì khi lúc mình vãng sanh thì ngài cầm Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái đi chung với Đức Phật A Di Đà xuống để rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái người mà trì chú đại bi á, là cái trợ hạnh này á, là cũng kết duyên với Bồ Tát Quan Âm, cũng không phải sen tạp đâu. Mình lấy nó làm trợ hạnh, lấy làm khách. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Ngài 12 cái lời nguyện này ngài tu nó thành tựu được rồi. Cho nên chúng sanh nào mà đau khổ mà niệm danh hiệu Quan Bồ Tát thì Ấn Tổ nói là nó nhanh, nó vượt ra cái nỗi khổ đó rất nhanh. Mình ra khỏi cái đống sình đó rồi, bắt đầu mình đi nó tự tại, nó thoải mái an vui. Nên tịnh thất Quan Âm này là đặt tên là tịnh thất Quan Âm, nó cũng có cái nhân duyên thù thắng. Thì có cái câu chuyện này chúng tôi kể quý vị nghe cũng ngộ ngộ. Cái cô ca sĩ Nhật Kim Anh này cổ nói: thưa thầy, con có một cái cây nó cao khoảng 5-6 mét, con mua về lá nó tươi, nhờ mấy cái ông kia ông chăm sóc dùm, ông thấy kiến á, cái ông đổ thuốc cho kiến nó chết, cái cây chết luôn. Nó rụng lá hết trơn, cả 10 ngày nó không ra lá, nó rụng hết rồi. Con buồn quá chừng, con biết sao, con lấy cái bản chú đại bi, con dựng ngay cái cây, để thêm cái tượng Quan Âm, mở máy tụng đại bi, mở máy niệm Phật, hàng ngày con ra con niệm Phật, con tưới nước, bữa nay nó mọc cây ra lại thầy, cây nó mọc cành ra lại, cây khô rồi đó. Cái tưởng là nhổ bỏ đó. Có chụp hình có đưa chúng tôi cái cây lúc trước 10 ngày là nó lụng lá như vậy nè. Bây giờ cái cây này nó mọc lá lên nè. Chụp hình đưa cho chúng tôi coi. Cái cây nó không có cái thức hiểu biết như con người, mà nó có cái giác là cảm giác thôi. Mà nó vẫn cảm giác được cái thần lực chú đại bi mà khô rồi mà ra lá. Còn con người của mình nó có ý thức, nó có duyên với các hàng Bồ Tát, mà mình trì được đại bi niệm danh hiệu Quan Âm, nó chuyển phàm thành thánh, chuyển phàm thành Bồ Tát, chắc chắn là như vậy. Ngồi tin hơn xong nãy giờ ngồi im ru à. Thank you.